Đây là quảng trường 29 tháng 3 đây các bạn nè. À, 8 giờ có diễn nhạc nước tại quảng trường 29 tháng 3. 8 giờ mà trừ còn 10 phút nữa. 10 phút nữa sẽ diễn. Nên tôi đi quanh cái quảng trường. Tôi sẽ đưa hình ảnh lên cho các bạn xem trước đây. Quảng trường 29 tháng 3. À, quảng trường 29 tháng 3 quá rực rỡ luôn các bạn ạ. Rực rỡ đẹp. Rực rỡ luôn. Quá rực rỡ luôn. Đường này là đường 34 nè. À. Đường 34, đường thống nhất đấy. Đường thống nhất miền Nam Bắc. Bà con đến rất là đông luôn để chờ đợi xem nhạc nước. Bà con đến rất đông để chờ xem nhạc nước. Đây là một cái cục đá vẽ ra một đây là cái quảng trường 93 rất đẹp luôn. Thế mặt các bạn ạ, đá trắng rất đẹp luôn. Đây cái là tượng đà hàng chính, tượng đà hàng chính. Bà con đến rất đông luôn, chờ đi để diễn nhật nước nè, đến rất đông. Đâu đâu mà có quảng trường này nè, những người dân gần đây nè tập trung đây để đưa con cháu ra đây để chơi đêm rất là đẹp, rất là vui luôn. À, các bạn thấy được không, quảng trường rất là rộng rãi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.